Vào hôm 3 tháng 10 vừa qua theo giờ địa phương, hãng Ford đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng SUV cỡ lớn Expedition ở thị trường Mỹ. Bước sang thế hệ thứ 5, mẫu xe này được bổ sung thiết kế và công nghệ mới đồng thời cải thiện sự thực dụng. Expedition là mẫu SUV cỡ lớn bán chạy của thương hiệu Ford ở thị trường nội địa. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng Ford đầu tư cho thế hệ mới của mẫu xe này. Ford Expedition 2025 tại thị trường Mỹ có hai cấu hình thân vỏ là tiêu chuẩn và mắc với kích thước không thay đổi. Trong đó, cấu hình tiêu chuẩn sở hữu chiều dài 5.331mm và chiều dài cơ sở 3.112mm. Hai con số tương ứng của cấu hình mắc là 5.631mm và 3.340mm. Cả hai đều rộng 2.032mm. Có thể thấy rằng hãng Ford đã chọn giải pháp an toàn khi thay đổi thiết kế của Expedition mới. Ở khu vực đầu xe được bổ sung lưới tản nhiệt và cụm đèn pha mới gọn gàng hơn, cùng cản trước khỏe khoắn hơn. Thiết kế bên sườn gần như không thay đổi, trừ các cột sơn màu đen và vành la răng mới. Đằng sau, xe có thêm cụm đèn hậu nằm cao và những đường nét mềm mại hơn. Đặc biệt, Expedition 2025 còn có cửa cốp 4 Split Gate chỉnh điện mới, tăng tính thực dụng cho khoang hành lý. 3/4 cửa cốp mở lên trên như bình thường, trong khi 1/4 còn lại có thể gập xuống làm ghế với tải trọng 227 kg. Phía sau hàng ghế cuối là tấm ốp có thể biến thành bàn. Ngoài ra, khoang hành lý của xe còn có thêm ổ điện để sạc các thiết bị điện. Trong khi đó, đèn tích hợp trên cửa cốp biến mẫu xe này thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến dã ngoại. Điểm nhấn nằm ở phiên bản che mờ với thiết kế đậm chất off-road. Phiên bản này nổi bật lên với những chi tiết màu cam, đèn LED phụ trợ trên lưới tản nhiệt, tấm ốp bảo vệ gầm và bộ lốp General Grabber 33 inch chạy mọi địa hình. Ngoài ra, xe còn sở hữu khoảng sáng gầm 269mm, lớn nhất phân khúc, hệ dẫn động 4 bánh và khóa V-cycle sau điện tử tiêu chuẩn. So với ngoại thất, nội thất của Ford Expedition 2025 thay đổi nhiều hơn. Bước vào bên trong xe, người dùng sẽ bắt gặp đồ hồ và màn hình cỡ lớn với kích thước 24 inch đặt nổi trên mặt táp lô, đóng vai trò là bảng đồng hồ kỹ thuật số. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm của xe được đặt giữa hai cửa gió điều hòa. Thêm vào đó là bệ tỉ tay trung tâm Flex Power Console ở hàng ghế trước, có thể lùi chỉnh điện về phía sau gần 20cm để hành khách tiếp cận ngăn chứa đồ. Phía sau tựa đầu của hàng ghế trước có thêm giá đỡ điện thoại hoặc máy tính bảng. Hàng ghế thứ 3 gập 40-20-40 là trang bị tùy chọn của xe, cho phép người dùng chở những vật dài. Nằm bên dưới nắp capo là hai tùy chọn động cơ. Phiên bản Chemer sẽ dùng động cơ xăng EcoBoost V6, tăng áp, dung tích 3.5 lít với công suất tối đa 440 mã lực và mô men xoắn cực đại 691 Nm. Ở các phiên bản còn lại, động cơ này chỉ cho công suất tối đa 400 mã lực và mô men xoắn cực đại 651 Nm. Cả hai tùy chọn động cơ sẽ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh. Sức kéo của xe dao động từ 3.175 đến 4.355 kg, tùy phiên bản. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Blue Cruiser ADAS dành cho phần lớn các phiên bản của xe. Trong đó, có cả hệ thống trợ lái bán tự động rảnh tay trên cao tốc. Theo kế hoạch, hãng Ford sẽ bắt đầu nhận cọc cho mẫu SUV cỡ lớn này vào cuối tháng này. Tại thị trường Mỹ, xe có giá khởi điểm từ 1.528 tỷ, tăng đến 150 triệu so với thế hệ cũ.